Đây là S, đây là A, đây là B, đây là C. Nè. Nó cho G là trọng tâm này, G là trọng tâm. Đúng không? MN là trung điểm. Rồi, vẽ gần như thẳng hàng. Nó okay, vẽ minh họa một chút nhé. Nên phiến nữa. Đây là gì nhỉ? Đây là M này, đây là N này. Ok chưa? M đây là N. Rồi. G là trọng tâm này, G là trọng tâm. Đây là G. Rồi nó bảo tính cái gì nhỉ? Tính thể tích khối chóp S à A chấm MGN đúng không chúng mày? Thì tức là mình sẽ đầu tiên mình có V to nhé, mình có chiều cao là mấy nha? Chiều cao của V to là 1. S bằng gì? 3 bình nhân căn 3 trên mấy? Trên 4 bao nhiêu? Bằng 9 phần 4 nhân mấy là căn căn 3. Vậy V bằng gì nhỉ? V bằng 1 phần 3 này. H lên S này. Bằng bao nhiêu chúng mày nhỉ? Bao nhiêu? Bằng 3 căn 3 trên trên 4. Ổn chứ? Nhưng cái vấn đề ở đây là mày phải hiểu là mày phải hiểu là gì? Là tính cái này chắc chắn mình dùng sin sơn, nhưng mà sẽ tính cái AMGN ấy, mình không thể tính trực tiếp được, thì chắc chắn mày sẽ dùng sin sin sơn. Nhưng mà mình sẽ dùng sin sơn cho cái gì cho nhanh? Sin sơn cho cái gì thì hiểu một chút này. Bây giờ nhé, mày nhớ sin sơn là cái này này, sin sơn là cái này đúng không? Sin sơn là cái này đúng chưa? Đây sin sơn đây, thì ba điểm mới ấy, đây là S nhé, đây là A, đây là B, đây là C, thì ba điểm mới phải nằm trên ba cạnh không? Ba điểm mới của mày phải nằm trên ba cạnh, ok không nhỉ? Thế bây giờ vấn đề là mình sẽ chọn đỉnh là cái gì cho hợp lý để mình xử ba cạnh. Bây giờ nghe nhé, nếu như SA vẫn dùng SA nhé đúng không, SM thì thẳng với cả S SB này, SN nó thẳng với S SC này, thì SG thì sẽ xứng với cái V của SAMD thôi. Nhưng mà cái này thì hơi khó làm đúng không, thì hơi khó làm mình sẽ tính sin sơn cho cái gì, mình xoay đỉnh một chút đi, xoay đỉnh một xíu, tức là AM vẫn là AM này, AN vẫn là AN này, nhưng mà AG nó thẳng với cả A AE, AG nó thẳng với cả A AE. Vậy mình sẽ xoay đỉnh một chút nhé, là V đỉnh là A, đấy là MGN chia cho V đỉnh là A, đấy là gì? Đấy là MNE. Ủa đâu vậy đấy? Thế bằng gì nhỉ? Thế bằng gì? M vẫn là M này, N vẫn là N này, chỉ có là AG thẳng với AE thôi, thì sẽ là AG chia cho A AE Simpson đúng không? Cái này bao nhiêu? Cái này bằng 2 phần 3. Ok. Tức là mình sẽ có là V của A.MNG sẽ bằng là 2 phần 3 lần V của A.MNE. Thế cái vấn đề ấy là phải quan sát là cái A.MNE là bao nhiêu? Đúng không? A.MNE cái này là bao nhiêu? Thì một chút nhé, mình sẽ có này. Thì cái V của A.MNE sẽ tỉ lệ theo V to, thì mình xoay đỉnh V to nhé. Đỉnh V to bắt đầu đỉnh S đúng không? Thì xoay sang đỉnh A đi. Đỉnh A để nguyên đế đấy là gì nhỉ? SBC không? Thì mình nhìn này, hai chóp này trung đỉnh chưa? Trung đỉnh này, hai đáy nó đồng đồng phẳng, ra là diện tích của MNE chia cho diện tích của gì nhỉ? SBC. Nhưng mà để ý một chút này, để ý một chút nhé. Bốn cái này, ba cái này, ba cái trung điểm. Trung điểm không? Nó ba trung điểm nhá. Thì ba trung điểm nối vào ấy chia ra là 4 phân bằng nhau luôn, thì cái này là 1 phần mấy? 1 phần 4. Vậy đây mình sẽ có là V của A.MNE sẽ bằng gì nhỉ? 1 phần 4 lần V to. Đúng không? Vậy tóm lại suy ra ngay là gì? Là V của A.MNG sẽ bằng gì nhỉ? 2 phần 3 này, 1 phần 4 của V to. Mà V to mình vừa tính rồi.
Vectơ bao nhiêu? 2 phần 4, à, nó sẽ là 1 phần mấy? 1 phần 6 này. Vectơ phải là bao nhiêu? Tức là 3 căn 3 trên mấy? 3 căn 3 trên 4. Thế mọi người căn 3 trên mấy nha? 3 trên 8 là số là? Số là gì? Ok mấy đứa. Đây là một bài toán không sim, sim sơn. Có bài dễ, có bài khó. Nếu mà cảm thấy cái đỉnh đỉnh S mà không thơm thì là trước nhé. Cảm thấy đỉnh S mà nó không thơm thì mình sẽ xoay xoay đỉnh. Thì trong tình huống này thì xoay sang đỉnh đỉnh A. A đỉnh là A, đấy là MNG, thì ứng với đáy của nó sẽ là MNE. Hiểu bài này không chúng mày? Nếu như cảm thấy không thơm thì mình sẽ xoay xoay đỉnh. Nếu như vậy. Vãi chưa? Bubi ra đấy. Mình mày đặt mấy cái tên dị này. Mình thua ổn không? Cái đề này nó khá nhẹ nhàng ấy. Chả có gì cả. Nhưng mà mấy câu cuối cũng đối với chúng mình là nó hơi lạ vì chưa được làm nhiều, mà để khi nào lúc gần thi đại học thì nó sẽ quen thuộc không làm đi làm lại cũng chỉ mấy cái dạng này mà. Bạn này ổn chứ? Yến Nhi ổn không? Ok nha, nào. Bên sang bài hai, bài này khá hay này. Bài này có ai ra kết quả không? Bài này bài hay đấy. Không khó nhưng mà cái hình của nó hơi tưởng tượng một chút. Bài này có ai làm kết quả ở đây không? Ngọc ra C. Nguyên ra C. Ừ. Cho hình hộp chữ nhật đúng không? A B C D là hình vuông cạnh bằng A này à? A phẩy rồi, ok. Tức là có V to hình chữ nhật rồi, không quan tâm. Hình nón N có đáy nằm trên mặt trên nhé. Và mặt xung quanh đi qua 4 điểm A phẩy B phẩy C phẩy. Đấy. Khi bán kính đáy của nó bằng 2 căn 2 thì thể tích nó bao nhiêu? Chúng ta tưởng tượng hình không? Cái câu này câu hơi khó này. Mặt xung quanh đi qua 4 điểm này. Mặt xung quanh đi qua 4 điểm này, vậy hình là như thế này đây nhé. Giả sử đây là, để vẽ nhanh nháp cái hình ở đây thôi, vẽ nhanh nhanh hình ở đây nhé. Đây cho mày, đây là A B C D, đây là vẽ nhanh hình nha, đây sẽ là A phẩy đúng không, là B phẩy, C phẩy và D, D phẩy. Thì nghe một chút này, đỉnh S nằm ở mặt trên thì chắc chắn đỉnh S phải là tâm rồi, tâm của hình cái trên rồi, đúng không nhỉ? Bây giờ nó ghi là gì? Đi qua mày, mặt xung quanh đi qua thì nó phải cắt xuyên qua như này, mày hiểu như là cắt xuyên qua như này, đấy, cắt đi dài như này. Đây là đây sẽ điểm điểm E đi, lại kiểu kiểu như thế. Chúng mày hiểu vấn đề không? Đó. Và cắt xuyên qua cái này này. Đấy, tưởng tượng một chút nhé. Ok mày, thì đáy to thế ở dưới không? Vậy tóm lại là khi mình cắt hình ra ấy, mình sẽ không chơi hình này, mình sẽ cắt hình ra. Cắt một kiểu lát cắt của nó thôi, thì mình sẽ hiểu nó là mày muốn xung quanh đi qua thì nó phải như thế nào? Nổi cái đỉnh S ở đây, thì sẽ cắt cái mặt này nhé. Cắt mặt này đi. Đây, cắt mặt này ra dưới đỉnh nhé. Cắt mặt B, D, D phẩy, B phẩy, đúng không? Thì mình sẽ hiểu là, à, đây sẽ là một xíu này. Đây là B, D. Đây là D phẩy, đây là B. B phẩy, đây là S, đúng không? Vậy thì, mình sẽ hiểu cái nó sẽ như thế này. Mình sẽ cắm dài như thế này. Ok, mày được thì tự hình không? Tự hình không đấy? Thế xoay, xoay thôi. Ok, thì đảm bảo là bốn cái điểm đáy ấy, thuộc vào xung quanh của nó chưa? Rồi. Thế bây giờ vấn đề ở đây nó cho gì nhỉ? Chiều cao của cái hối hộp. Cái này là mấy?
cạnh này là mấy nhỉ? Nó cho là một này, tính như thế cạnh SD là bao nhiêu? SD là tâm. Ở trên cái này căn hai này, căn hai cái này là tâm đúng không? Ừ, nó ngược hình ảnh, ngược mức độ này. Ờ, bên lộn có đáy nằm trên đây, chưa đọc nhầm đề, có đáy nằm trên mặt phẳng ABCD và mặt xung quanh, và mặt xung quanh nó bị lộn này, nhưng mà ý tưởng thì chắc là vẫn thế rồi đúng không? Đáy nằm trên ABCD này rồi, và mặt xung quanh đi qua 4 điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Chứ là thì sao vẽ bị nhầm hình rồi đúng không? Nhầm hình tức là đáy phải nằm trên cái này. Ok thì sẽ bút bẩn lại một chút nhé. Nói chung là ý tưởng sẽ là như vậy. Đây, vẽ lại mình một chút. Sorry. Mới sáng sớm đã bị ngáo hình rồi. Mới sáng sớm. Nào, ở đây là đáy đúng không nhỉ? Đáy của mình nằm trên ABCD nhé, thì hình sẽ như thế này này. Vẽ lại hình một chút cho mày tưởng tượng nó dễ nhìn. Đây đúng không? Thế cho đây là A, B, C, D. Nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là A phẩy, B phẩy, C phẩy và D, D phẩy. Đáy nằm trên ABCD, nhưng mà đáy này thì đáy nó rất là to, và mày đảm bảo là để các mặt B tâm đáy sẽ ở đây đúng không? Tâm đáy sẽ trùng với tâm hình tròn này chắc chắn rồi. Thì mày sẽ hiểu là mày muốn các mặt B đi qua ABCD thì sẽ vẽ một cái lát cắt ở đây thôi nhé. Vẽ một cái lát cắt ở đây thôi. Đây này. Thì cái điểm mới đáy này, này, điểm E này, các mày làm tít ngoài này và phải đi qua cái này. Đúng không? Đây điểm A đây. Đúng chưa? Thì cái điểm này nha, mình sẽ nối xuống. Khi mà mày nối xuống ý, nó sẽ cắt tiếp ở trên này. Ok không nhỉ? Ok nhỉ? Thì đỉnh của nó sẽ ở dưới này. Ok không? Thì bây giờ mình sẽ vẽ lại hình một chút nhé. Làm cắt cái gì nhỉ? Cắt cái nào cũng được thôi, nhưng thì cắt lại cái AC C phẩy đi. Cắt cái nào cũng được thôi. Đây vẫn là gì? Đây vẫn là A C C phẩy A phẩy. Đây là tâm ở đây đúng không? Đây là tâm O đây đúng không? Tâm đáy. Thì giả sử cái đáy bán kính đáy ở đây nhé. Là điểm E nhé. Đúng không? Thì sẽ cắt. Cắt gì thế này? Đấy, tương tự cái này cũng thế. Cắt gì thế này? Ok, là hình vẽ chúng mày. Kiểu như thế nhé. Rồi. Nhưng vấn đề là mày muốn tính được V nón thì mày phải có chiều. Chiều cao của nón. Chiều cao của nó chính là S. SO. Đúng không? Nhưng mà tính SO kiểu gì mới là quan trọng. Thế bên nhìn thấy thông số cạnh một xíu nha. Cạnh AO hình vuông cạnh đây sẽ là căn 2 trên mấy nha? Đây là căn 2 trên 2 này. Đúng không? Đây gọi là căn 2 trên mấy? Trên 2 này, cạnh này là mấy? Cạnh này là 1 này. Nó cho bán kính đáy là bao nhiêu? À OE mới cho là EO tính là bao nhiêu nhỉ? Là 2 căn 2 à. Đúng không? Thì mình lên mình sẽ gọi ta led này. Mình sẽ gọi ta led nhé. Đây là O phẩy này, đây là A A phẩy này, thì mình có vẻ mình có là cái SO phẩy trên SO có đúng bằng là A phẩy O phẩy trên cho EO không? Nào, A phẩy O phẩy là mấy? Sẽ là căn 2 trên 2 chia 2 căn 2 bằng bao nhiêu? Bằng 1/4. À, tức là mình hiểu là thế mình sẽ có là cái O phẩy trên cho SO nó sẽ bằng bao nhiêu em nhỉ? Bằng bao nhiêu? Cái này trên em bằng 1/4 thì tức là O phẩy sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 3/4 đúng không? Tức là O SO bao nhiêu? SO của mình sẽ bằng gì? 4/3 của O phẩy. Mà O phẩy là mấy? O phẩy nó chính là chiều cao của cái hình hộp chữ nhật, thì cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng căn mấy? Bằng 4/3.
nhân căn 2 đúng không? Bằng 4 căn 2 trên mấy? Trên 3. Ok chưa? Vậy khi đó mình có V nó bao nhiêu? Bài này chỉ cần tính đến chiều cao chấm hết cho mày ạ. À? Tính đến chiều cao thôi. Còn không, bài này có một cách rất là nhanh là mình cái dùng cái V phải trên V ấy. Nhưng mà thôi, thầy chơi kiểu cách chân phương cho mày dễ nhìn. Sẽ là 1 phần 3 này của chiều cao là bao nhiêu? 4 căn 2 trên 3 này nhân bi này nhân r bình là mấy nhỉ? R bình là 2 căn 2 tất cả bình. Các siêu là bao nhiêu cho mày nhỉ? Trên mẫu là trên 9 này. Trên 9. Còn đây là bao nhiêu? 8, 3, 2. Đa số là C, đúng không? Đa số C. Đó. Hình như câu này câu vừa thi xong nhỉ vậy? Một câu nó nặng về tưởng tượng. Nó không quá khó, nhưng mà cũng là một câu 8 cộng của thi đại học. Nói chung thi 8 cộng thì mày cảm giác rất là nhẹ ấy. Cho mày cứ vẽ cái hình ra cho mày tưởng tượng là được. Vẽ hình ra. Và quan trọng đi thi đại học ý, là những câu 8 cộng thì mày làm gì? Phải viết. Viết ra mới ra ý tưởng. Thế chúng mày đừng có nhẩn trong đầu. Nhẩn trong đầu nó chả ra cái gì đâu. Thì nói thật. Kiểu là 8 cộng cũng thế. Cứ phải viết ra mới ra ý tưởng. Còn nhiều lúc chúng mày cứ thấy dạng lá lạ thì mày chả làm. Và thôi tạch còn. Cái này không không ổn. Cố gắng viết một chút nhé. Ổn ở đây. Thằng Trường Sơn ổn ở đây. Ủa hôm nay bọn con trai ít vào nhỉ? Đây, em đăng nhập. Đây này, cái đáy nói lại nhá, cái đáy to nằm trên ABCD không? Và rõ ràng là bán kính của nó ấy nó vượt quá AO chưa thì buộc buộc cái thằng OE này, giả sử đây là EF nhé, là đường kính của nó không? Thì buộc OF phải vị trí này. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Thì đây sẽ là cái EF và đường kính đấy, đường kính của đáy nó này. Mày muốn mặt bên đi qua bốn cái đỉnh này đúng không? Thì mình sẽ nối E với A phải xuống, tương tự mình sẽ nối F với C phải xuống, cắt nhau tại tại F này. Hiểu vấn đề không? Thì đây chính là cái hình hình nón SEF, nó chính là hình nón. Thì có bán kính rồi đi nhìn chiều chiều cao đừng là S SO là được. Tìm SO là xong. Thì dùng tỉ số thôi, ta lét thôi. Nó hơi khó về mặt tưởng tượng hình một xíu. Chứ về cơ bản thì nó cũng ok. Đó. Bubi là con trang à? Đúng con trang không? Có thể không nghe điều ai. Câu số 40, 43 nhé. Câu này đi thi câu này giờ câu cho điểm rồi ạ. Nó phải là câu cho điểm rồi. Nhưng mà đừng để sai ngu mấy cái câu vớ vẩn kiểu này. What? Mày cứu sao hình lại thế này? What? Bốn ba này, bốn ba nhá, à, nghịch biến đúng không? Thì đầu tiên mình có y y phẩy là gì đã? Nào y phẩy nha, sẽ là mx bình này, đúng không? Trừ đi 4 mx này, cộng với cả m trừ 5. À, bây giờ nghe nhé, nó có tham số trường hợp 1 này, trường hợp 1 là thầy xét m bằng 0, thì y phẩy là bao nhiêu? Y phẩy của mày là trừ trừ 5 à? À, mình đang cần nghịch biến, đúng không? Tức là mình kiểu nó bé bằng 0. À, cái này có bé hơn không không? Bé hơn bằng không với thể R. Cái đúng hay sai? Cái này thỏa thỏa mãn. Vậy chốt là M bằng không ok nha. Thỏa mãn. Hiểu vấn đề không? Trường hợp 2 này là M khác không? Khi đó yêu cầu bài toán tức là nghe là gì? Là y phẩy phải bé hơn bằng không với mọi x của E, R. M bậc 2 mà bé hơn không tức là gì? Tức là A âm và delta phẩy bé hơn bằng không. Hay tôi đang nghe là gì nhỉ? A là bao nhiêu? M bé hơn 0 này. Nên là phải là gì? Là 4M bình trừ đi M nhân M trừ 5. Cái này bé hơn bằng 0. Thế mình sẽ có là M bé hơn 0 này. Và 3M bình cộng 5M bé bằng 0 này. Thế giải ra thầy là bao nhiêu? Thế là M bé hơn 0. Thằng trên sẽ là gì? Là
trừ 5 phần 3 bé bằng m, m bé bằng 0. Vậy tóm lại mình sẽ có là gì thôi? Trừ 5 phần 3 bé bằng m. Đúng không? M bé hơn 0. Nhưng mà kết luận nhé. Kết luận thành thành này m nguyên là bao nhiêu? Rồi, m nguyên này thì m sẽ là bao nhiêu nhỉ? Từ có mỗi trừ 1 thôi đúng không? M nguyên mỗi trừ 1 thôi. Vậy kết luận nhé. Là m hoạt động cũng vậy sẽ thuộc trường 1 hợp với cả trường 2. Trường 1 mình lấy m bằng 0, trường 2 mình lấy m bằng trừ trừ 1, vậy sẽ m là bao nhiêu? Không phải trừ 1. Ok không nhỉ? Mấy m? Đa số là 2. Giờ đi thi bài này phải là cho điểm rồi, đúng không? Nó phải là câu cho điểm. Không thể hơn được. Cố gắng một xíu. Ok nhé, con chỉ lướt nhanh thôi. 44 này. Ủa, sao đây mọi người có mũi nhỉ? Chơi thì xỉu. Nào, bây giờ nghe nhé, câu này mình phải đổi biến số đúng không? À, có nhiệm không bé hơn một, hiểu từ không bé hơn một không? Không bé hơn một tức là gì? Tức là bé hơn à, lớn hơn bằng một. Không bé hơn một tức là lớn hơn bằng một. À thầy bảo rồi, khi gặp bài này ấy, nếu đi thi mày cảm thấy cô lập được m thì cứ mạnh dạn cô lập m cho thầy, nên mình sẽ đặt tuần phụ đúng không? Thì bây giờ mày nhìn nhé, đây là cơ số là 2 này, cơ số là 2 đúng không? Cơ này cơ số là 4. Vậy mình cơ số chung là mấy? Cơ số chung là 2. Mình nhìn này, cái mình nhóm 2 ra ngoài không? Cho làm gì nhỉ? 5 mũi trừ mấy? Trừ 1 chưa? Thì đây sẽ là, mình sẽ coi này là T này. Đấy, thì đây sẽ là 2T. Về một chút nhé, mình sẽ đặt T bằng như sau. Đặt T bằng gì ở chúng mày? Là log 2 của 5 mũi x trừ mấy? Trừ 1. Thì khi đó cái log 4 của 5 2 phải biết chậm một chút nha. 2 nhân với cả 5 mũi x trừ 1 đúng không? Có phải bằng gì? Sẽ bằng là 1/2 ra ngoài này. Trong là gì? Một cộng t. Ok mấy đứa? Ok chưa? Và khi đó cái, nhưng mà vấn đề này là mình phải chuyển điều kiện của x sang điều kiện của t. Nhớ nhất là có nhiệm nó chỉ bảo là có nhiệm thôi, tức là chuyển cắt là được. Cắt là được. Không quan tâm cắt tại mấy điểm thì mình sẽ hiểu như sau. Đây là x, đây là t này. Bảng biến thiên nhá. Hàm này hàm đồng biến, chúng mày tự phẩy cho thầy, hàm này đồng biến đúng không? Thì mình sẽ có là gì? Nó là đi đi lên này. À, đây là một. Mình chỉ quan tâm lớn hơn một thôi, đây là dương vô cùng. Thì tại một mày thay vào nó sẽ là hai không? Nó sẽ là dương vô cùng. Thế là mình sẽ chỉ xét t lớn hơn mấy thôi. T lớn bằng 2. Em hiểu vấn đề không đã? Vậy cái phương trình sẽ là gì? Sẽ là t này nhân 1 phần 2 của t cộng 1 này bằng m này, hay quy đồng 2, thế là mình có 2m bằng gì? Bằng t bình cộng t này, thế cho là f ft nhé. Thì mình có bảng biến thiên của ft của ft sẽ là gì? Việc là bảng biến thiên cho mày phải tự làm nhanh nhé, thầy không không nhây cái bảng biến thiên nhé vì nó quá dễ rồi. Đây là 2, đây là dương vô cùng đúng không? Tại 2 mình thay vào sẽ là mấy? 6 đây sẽ là dương vô cùng không? Vậy mình muốn có nhiệm khi nào? Tức là 2m phải lớn bằng 6, tức là m như thế nào nhỉ? M lớn hơn mấy? 3. M lớn hơn 3, m thuộc cái khoảng này đúng không? Thế là m sẽ chạy bao nhiêu? M sẽ thuộc bao nhiêu nhỉ? Từ 3 đến bao nhiêu? Đến 2023. 3 2023 có bao nhiêu nhỉ? 2021 mà. Đúng không? Nhìn ra số là C. Ổn chứ?
Ừ, này. Camille Bull là con trai đúng không? Chúng mày đừng để Mr. Bằng nhé. Mr. Bằng là lại tạch một đáp án đấy. Phương hiểu này. Mày có tìm hiểu đấy Phương. Nói chung là đi thi thì bảo là mày nhìn đáp án rất là khắm nhé. Nó chỉ chết ở dấu bằng thôi cho mày ạ. À. Chết đúng dấu bằng rồi. Như là không bé hơn một, tức là nó phải lớn hơn bằng một, hiểu vấn đề không? Đọc kỹ. Còn nó bảo lớn hơn một thì là lớn hơn một hẳn, đừng để sai cái lỗi sơ đẳng đấy, nó phí á. Mặc dù nó không không khó, nhưng tóm lại cho mày hiểu cho thầy là những câu 8 cộng của hàm số nhé, kể cả thi đại học hay thi trên trường ấy, nó chỉ có cách là cô lập mờ, là chính hầu như cô lập mờ, cứ viết ra là được. Sao Phương hỏi mình? Mở mic lên mà hỏi. Đây. X lớn 1, mày thay 1 vào đây còn gì cũ, thay 1 vào đây mà. Thì phải ra là log 24 không? Log 24 lúc là 5 không? À là 2 không? Ok không? Đây. Cố gắng thấm nha, cố gắng thấm một chút. Mấy câu sau nó cũng không phải là nhẹ đâu. Câu 15. Câu 15 mình nhìn nó rất là lạ ấy, nhưng mà thật ra khi mày bắt tay vào làm thì mày thấy nó gọi là bình thường. 15 có ai ra kết quả không? Nhìn thì lạ thôi, thì để bắt tay vào làm thì bình thường. Nó chẳng có gì cả. Minh Thu ra C này, Ngọc ra D này. Ấy à, lại có đứa sai rồi. Nào, mày hiểu là F phẩy phẩy thực chất nó là đạo hàm của F phẩy, đúng không? F phẩy phẩy thực chất là đạo hàm của F phẩy, đúng không nhỉ? Thì bây giờ nó cho bảng xét dấu của F phẩy phẩy nhé. Chỉ có bảng biến thiên này, bảng biến thiên một xíu. Đây là x, đây là F phẩy phẩy x, chứ đây là F phẩy x. Em hiểu không? Là mình cứ bình tĩnh thử chơi nhé. Mình cứ lập ra thôi, tính sau nhỉ. Đây này, nó cho đây là không này, đây là hai này, đây là không không đúng không? Dương âm dương chưa? Vậy sẽ là đi cái âm vô cùng này, đây là dương vô cùng này. Thế lại đi lên, đi xuống và đi lên. Rồi bây giờ nó cho F phẩy tại không bằng 3, thế sẽ là 3 này. Đây sẽ là trừ 202, 24. Rồi tạm thời mình chỉ biết những thông số đấy thôi. Kệ đó, mình không quan tâm nữa. Nhưng mà bây giờ cái hỏi nhé. Hỏi giá trị nhỏ nhất tại điểm nào? Tại điểm nhá, thế là x0 này thì phải đạo đạo hàm nhỉ. Bây giờ đạo hàm thử một chút nhé. Mình có y phẩy là mấy? Y phẩy sẽ là f phẩy x cộng 2023. Thầy cho nó cộng mấy gì nhỉ? 2024 bằng 0. Nên sẽ có là f phẩy của x cộng 2023 bằng trừ 2024. À mình nhìn này, 2024 nó ở vị trí này không? Các tại mấy điểm? Các tại mấy điểm? 2 điểm. Điểm này giống lên là trừ 2 nhân điểm tiếp xúc rồi vứt đi, không quan tâm. Đúng không em nhỉ? Điểm này nhé, mình chỉ biết nó nhỏ hơn không thôi, mình cứ chọn bừa là trừ 3 đi. Điểm này mình chiếu lên mà, nhỏ hơn không, đúng không? Như chọn bừa là trừ 3, vậy thì mình sẽ có là gì? Mình sẽ có là x cộng 2023 sẽ bằng trừ trừ 3. X là bao nhiêu? X bằng trừ 2026. Vậy đây mình sẽ có bảng biến thiên. Thì chẳng cần lập như đáp án. Mắc min thì nó chỉ xảy ra tại nghiệm của đạo hàm thôi. Hầu như bao giờ cũng vậy, mắc và min nó chỉ xảy ra tại nghiệm của đạo hàm thôi. Nếu mà không phải đầu bút thì sẽ nghiệm của đạo hàm. Nhưng mà bài này nhé, bài này nó chả có khoảng nào bị chặn cả. Bài này nó không có khoảng nào bị chặn. Nên là mắc min nó chỉ xảy ra nghiệm của đạo hàm thôi. Vậy đáp án là số gì? Số là D. Trừ 2026 nó thuộc khoảng này mà. Chúng ta nhìn bài này hình thức nó rất là lạ ấy. Nó cho F phải phẩy cho mày sợ rồi. Nhưng cho mày bình tĩnh như mày làm. Thì mày hiểu là F phải phẩy thực chất nó chỉ là đạo hàm của F. F phẩy thôi. Để cho 2 phút cho mày xem lại đây này. Xem ổn không?
Ừ, số nào cũng được. Mình chọn nó dễ nhìn thôi, chứ không quan trọng lắm. Mày hôm qua đi trên nội em không? Không có lạnh, phải cứt. À mà quên mất chúng em mình có người yêu, quên mất. Sorry, thầy là vô chi. Nhưng mà lại ổn đâu này? Ổn đâu? Chắc mình thu sai ở chỗ này đúng không? Mày phải cho cái này bằng 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 trừ ba mày đúng. Em chỉ đứng nhầm ạ. Hả? Em trừ nhầm ấy ạ. Trừ Phải không? 2023 với lại trừ 2 thì em ra 2021. 2021. Rồi, chắc 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 chắc. Không sao, đi thi đến sai là được. Châm ngáo hiểu không này? Bốn mốt bốn năm nó cũng không không khó lắm để đi thi đại học thì câu tám cộng kiểu như thế nó khá là tình cảm hiểu vấn đề không nhỉ. Nhưng bắt đầu từ câu 46 là cũng gọi là mệt mệt đúng không, cũng gọi là mệt mệt một xíu. Bốn sáu này à, tư duy nhé, tư duy không chắc thể nói cái này một lần rồi đấy. Các bạn phải hiểu một chút thôi, mình không đặt nặng vấn đề dạng lắm, cho thì làm cái đấy. Bây giờ nghe một chút tư duy nha. Hàm số nghịch biến, thầy bảo rồi, mày muốn hàm trị nghịch biến thì bên trong thì chỉ có hai tình huống thôi, hoặc là luôn đi lên, hoặc là luôn đồng biến, hoặc cái này luôn luôn nghịch biến. Thì bây giờ mình sẽ hiểu là nó chỉ có một nhánh thôi, luôn lên hoặc luôn xuống. Thì bây giờ vẽ ra cho hợp lý. Bây giờ thì trường hợp một nhé, là nhớ hàm trị là đối xứng nhá, cái này nhớ cái này là đối xứng, nhớ cái này là đối xứng qua đâu, qua OX, nhớ như thế nhá. Bây giờ trường một này vẽ hình ở đây, đây trường một như này nhá, đây nào, đây là O này, trường một này nó vẽ thế này luôn, ban đầu nằm trên đi xuống thì khi mày lấy đối xứng ấy, hàm hàm ban đầu hàm fx nhé, màu trắng là fx nhé, được không? Thì khi mày lấy đối xứng ấy, vì nó ở trên rồi nên là trị của nó vẫn là chính nó, thì nó vẫn là cái này, thằng màu vàng nó là trị fx nhé, trị fx. Thì mày thấy này, nếu ban đầu thằng màu trắng nó nằm ở vị trí thế này đúng không, thì sau khi mày lấy đối xứng nó vẫn là chính nó không, thì thỏa mãn không, có thỏa mãn nghịch biến còn gì nữa. Thế đây là trừ hai này đúng không nhỉ, đây sẽ là âm một cùng này đúng không chúng mày. Thế là nghe nhé, mày muốn nằm ở vị trí này tức là f phải thỏa mãn điều kiện là gì, thế nghe là gì nhỉ, là fx nó phải nghịch biến đi xuống mà, và nghịch biến này, nghịch biến mà muốn nằm trên thì điểm thấp nhất cũng phải nằm trên, trong tình huống này điểm thấp nhất là f của trừ hai không, tức là f của trừ hai phải lớn bằng không đó. Thế nên mình giải rồi, nghịch biến tức là gì nhỉ, tức là gì, tức là f phẩy x, f phẩy x bé bằng không và f trừ hai lớn bằng không nào. F phẩy x là mấy em ơi, f phẩy x là cái gì đây, nó sẽ là 5x mũ 4. Ôi nhìn ngại thế nhỉ, cộng với cả 8x mũ 3 trừ đi 2mx đúng không, cộng 3 lớn bằng không này, à, sorry bé bằng không này. F2 là gì, f trừ 2 là gì, sẽ là trừ 32 cộng 32 trừ đi 4m trừ 6 trừ 20, cái này lớn hơn bằng không. Nào bây giờ nghe một chút nhé, đừng có sợ, đi thi mày cảm thấy mà cô lập được mờ ấy, mạnh dạn cô lập mờ thầy, còn lại việc thầy của máy tính nó lo. Nên là mình sẽ gọi là 2mx đúng không, nó phải lớn bằng gì nhỉ, lớn bằng gì, 5x mũ 4 đúng chưa. Mình chỉ là vất vất vả trường hợp đầu thôi, trường hợp sau nó rất là nhàn. Cộng 8x bình này cộng 3 này là 8x3 cộng 3 này, thằng ở dưới là bao nhiêu,
triệt tiêu này, đây là trừ 26 này, tức là m bé bao nhiêu nhỉ, bé bao nhiêu, trừ 13 phần mấy, phần 2. Ok không? Vậy nhưng mà cái lập m nhé, mày muốn cô lập m thì mày phải chia cho x không, nhưng mà nhìn này, x này là x gì, x âm đúng không, chia số âm thì phải đảo đảo chiều, tức là mình sẽ có là, đừng lộn lại nha, phải đảo chiều, chia x sẽ là gì, sẽ là 5x mũ 3 cộng với cả 8x bình đúng không, cộng 3 chia x, chuẩn bài chưa, cộng 3 chia x mà gì nữa cho mày nhỉ, cái này mình gọi là f fx nhé, à gọi là gx đây đúng không, và m bé bằng trừ 13 phần 2, à tức là nghe là gì, là 2m nó phải bé bằng min min của gx trên đâu, trên âm vô cùng đến trừ 2, và m bé bao nhiêu nhỉ, trừ 13 phần mấy, phần 2, nào hỗ trợ thêm một phát, min là bao nhiêu, Casio thôi, Casio rồi tự đắp làm tròn thôi, có gì đâu. Hoặc chúng mày có thể làm bằng tay, tùy. Làm bằng tay nó ra bậc bậc bốn trùng phương rồi, không không phải là khó lắm. Hỗ trợ ra bao nhiêu? Casio là mấy em nhỉ? Hỗ trợ giải pháp Casio là bao nhiêu đây? Min là bao nhiêu hả? Âm vô cùng mình có thể thế bằng trừ 10 chẳng hạn. Sơn hiểu không? Âm vô cùng mình có thể thay bằng trừ 10. Thay bằng trừ 10 thôi. Hỗ trợ giải pháp là bao nhiêu? Ơ, chúng mày bấm đi, đừng, đừng chờ nhau, đừng chờ nhau rồi mày ơi, đừng làm bao nhiêu. Chơi ra à? Ừ, to lắm, tức là nó là dương vô cùng âm vô cùng, số to mà nó rồi, tức là âm vô cùng, à âm vô cùng, cái này cái vô lý, hiểu bên em, âm vô cùng nhất là cái vô vô lý, à min ở đúng không, cái này âm vô cùng rồi, ok thế là vô lý đúng không, vô lý làm gì có chuyện mờ bé âm vô cùng được, âm vô cùng nó là đáy của xã hội rồi, và cái này là loại, hiểu vấn đề không, với trường hợp 2 nhé, trường hợp 2 này âm vô cùng là đáy của xã hội rồi, là sao nhỏ hơn được đúng không nhỉ, thì bây giờ nghe nhé, trường hợp 2 là mình vẽ ra cho chuẩn, bây giờ với trường hợp 2 nhé, đây fx nó chỉ có hai tình huống thôi, luôn đồng biến luôn biến, thì nghịch biến mình vẽ xong rồi, bây giờ đồng biến nhé, mày muốn nó, mày muốn đối xứng lên mà nó đi xuống ý, thì ban đầu phải đi lên không, đúng chưa, ban đầu là đi lên thì sau khi mày đối xứng lên ý, nó sẽ thành đi xuống đó, em hiểu vấn đề không, đấy ban đầu đi lên thì đối xứng lên là đi xuống, thì bây giờ mình sẽ tưởng tượng một chút này, đây sẽ là f của trừ 2 không, đây bắt là âm vô cùng không, thì mày muốn tình huống tức là gì, tức là fx nghịch đồng biến, tức là fx phải lớn bằng không, và f phẩy tại à, f tại trừ 2 nó phải bé hơn bằng không đúng không, đã thì giải một chút nhé, nó chỉ ngược lại thôi, thằng này
cô lập M này, hay mỗi chỗ này thành dấu lớn này thì mình sẽ có là 2M sẽ phải lớn bằng gửi không? Nó chỉ là đảo dấu đấy mày, mà nó chỉ là đảo dấu của cái trên thôi, thay dấu bé thành dấu lớn thì đảo dấu lại thôi, em hiểu vấn đề không đã? Còn cái này cũng thế, tức là M lớn bao nhiêu nhỉ, lớn bao nhiêu trừ 13 phần mấy nha, trừ 2 phần 2 à, lớn hơn tức là 2M phải thế nào, lớn là mắc của gửi. Nên thầy bảo rồi là chúng mày chỉ vất vả trường hợp đầu thôi, trường sau rất là nhàn vì nó chỉ cần đảo dấu. Mắc là bao nhiêu em ơi? Mắc là bao nhiêu ở chúng mày? Vẫn dùng cái bảng biểu trước ý. Mắc là mấy? Mắc là trừ 9 phần 5. Đúng không? Mấy trừ 9 phần 5 không? 9 phần hay 9 phẩy? Năm. Ok, 9,5. Rồi, tức là mình sẽ có là gì nhỉ? Đây là trừ 6,5 không? Vậy lớn hơn, vậy sẽ mình có gì nhỉ? M lớn bằng gì? Trừ 6,5. M M nó sao gì? Nguyên âm, nhớ nhá. Nguyên âm tức là M chỉ là gì thôi? Tiếp tục từ trừ 6 đến trừ trừ 1. Trừ 6 đến trừ 1 có mấy M nhỉ? À có 6, 6 M. Ok. Hiểu cái tư duy cho mày. Nói lại nha, là mày muốn hàm trị và đồng biến ý, thì hàm bên trong chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc là luân đồng hoặc là luân luân nghịch, nếu như vậy. Đấy. Ổn không nhỉ? Ổn không? Chỉ vất vả trường hợp đầu thôi cho mày ạ. À. Trường hợp sau nó là đảo dấu ấy. Nó là đảo dấu của cái trên thôi. Thì mày thay, mày chẳng cần phải giải. Mày cứ thay cái dấu được. Hiểu vấn đề không nhỉ? Cũng khó lắm. Khuôn nguyên ổn được không? Nói chung đi thi mà chúng mày cảm thấy mà cô lập được mờ ấy, thì cũng mạnh dạn cô lập mờ thầy nhé. Cứ việc còn lại tính sau, cứ để đạo hàm lên tính sau, hoặc là dùng máy tính. Nói chung là đi thi thấy cô lập mờ được là ngon rồi, là có hy vọng sống rồi đấy. Chúng mày chỉ sợ là khi đi thi chúng mày nhìn chả cô lập được mờ thôi, thì lúc đấy phải suy nghĩ một chút. Cái bài của này thì giờ nó là nhẹ nhàng đúng không? Yến Nhi ổn lắm đây. Ok. Xem cho ta sẽ hiểu thì hỏi cho mày nhé. Chưa hiểu thì hỏi luôn. Phần sau là toàn số nhỉ? Xả có hình mấy. À, Ngọc lại thấy gì ngơ ngơ à? N2 đậu xanh đây là mở lớn bao nhiêu, lớn bằng trừ 4,25 à, 4,75. Ngáo quá. Vậy thế là mở như là mở lớn bao nhiêu nhỉ, trừ 4,75 ok không, trừ 4,75 là bao nhiêu, tức là từ trừ 4 này, trừ 4 đến 1 là 4M đấy, ngáo rồi. Nhớ đây là 2M nhé, đây là 2M ạ. Đấy, người ta cũng quên cái gì. 2M sẽ trừ 4 đến trừ. Trừ 1 đã số phải là. Ok không? Bubi có hiểu không đây? Không biết công việc con nào đây. Rồi nha. Thằng Trường Sơn ok không? Rồi. Câu này là một câu, nói chung là câu mới, nhưng mà cho đồ thị hàm
y bằng f của 3 trừ 5x là bậc 3 có đồ thị nhìn vẽ. Ok, bình thường chúng mày gặp đây là fx đúng không? Đúng không? Như đây của mình là nó rất là bựa là gì đây? F của 3 trừ 5x. Đấy. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Thì vấn đề là gì? Nào. Gọi S là rồi. Rồi. Hai điểm cực trị nằm về hai phía của đường thẳng x bằng 2. Ok, cái đoạn sau thì nó không có gì khó cả. Khó cả. Thì rồi nghe một chút nhé. Cái vấn đề mày hiểu ấy là vấn đề là từ mày hiểu là mình có g phẩy đúng không? Mày hiểu g phẩy đây nhé. G phẩy đây bằng gì? Nó sẽ bằng là 3x bình đúng không? Nhân với gì cho mày nhỉ? Nhân với gì? Nhân với cả f phẩy của x mũ 3 cộng m bằng 0 nhé. Sau này thì loại này. Này vứt đi. Vì sao vứt đi? Vì nó là nhân bội kép không quan tâm. Thế mình sẽ có là mày hiểu là gì? Mình còn lại là f phẩy của x mũ 3 cộng m bằng 0 đúng không? Nhưng mà hiểu là x mũ 3 cộng m bằng 0 ấy thì mình sẽ hiểu là x mũ 3 cộng m bằng bao nhiêu? Và x mũ 3 cộng m bằng bao nhiêu? À, với cái hỏi chấm là gì? Cái hỏi chấm là gì? Nó hỏi chấm sẽ là nhiệm, nó là nhiệm của f phẩy x bằng 0. Có đúng không đã? Đúng cái mình hay làm không? Cái hỏi chấm sẽ là nhiệm của f phẩy x bằng 0. Chuẩn vào đây không nhỉ? Ok không? Thì bây giờ nó cho cái này thì mục tiêu mình sẽ đi tìm tìm bảng biến thiên của f phẩy x đúng không đã đúng không mình phải đi tìm bảng biến thiên của f phẩy x nhé. Thì bây giờ nghe một chút này, nghe một xíu tìm kiểu gì. Thì bây giờ ở bài này học cực trị nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà thế sao cho mày luyện mày nhiều một xíu. Bây giờ nghe một chút này, nhìn từ đồ thị nhé, từ đồ thị nhá, mình sẽ có là f phẩy của 3 trừ 5x bằng 0. Đây là đồ thị của f của 3 trừ 5x nhé. Đúng không? Thì thế sẽ coi tạo nó là gx đi. Được không? Thì mình có là g phẩy bằng 0 có vẻ tại x bằng trừ 1 và tại x bằng 2 không? Thì tạo gọi cái này mà gx nhé. Thì có vẻ là g phẩy bằng 0 ấy có vẻ tại x bằng trừ 1 và x bằng 2 không? Thì mình sẽ có x bằng mấy? X sẽ bằng trừ 1 và x bằng mấy? X bằng 2. Bước này hiểu không đã? Giờ này hiểu chứ? Thầy sẽ coi đây là gx nhé. Đồ thị này của gx nhé. Thì mày nhìn này. G phẩy bằng 0 có vẻ là các điểm cực trị không? Là tại x bằng trừ 1 và x bằng 2 không? Đúng không chúng mày? Nhưng vấn đề mày quan tâm là f phẩy bằng 0 cơ. Thì x là bao nhiêu? Thì bây giờ đơn giản thôi à. Mình sẽ thay số trừ 1 vào đây. Thì mình xin xem ngay gì nhỉ? Thay số trừ 1 vào đây mình sẽ gọi là f phẩy của 8 bằng 0 không? Và thay số 2 vào đây. Mày có là gì? F phẩy của trừ 7 bằng 0 không? Vậy thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? F phẩy 8 bằng 0 và f phẩy của trừ 7 bằng 0. Thế mình sẽ hiểu là gì? Mình sẽ hiểu là f phẩy x bằng 0. Khi nào? Khi x là mấy? Khi x là 8 hoặc x bằng bao nhiêu? X bằng trừ trừ 7. Ok nhé. Vậy chỗ này, sẽ là gì? Chỗ này sẽ là số 8 này. Chỗ này sẽ là số trừ trừ 7. Ở đây là có lập m thôi. M sẽ là gì em nhỉ? M sẽ bằng là gì? 8 trừ x mũ 3. Và m sẽ bằng gì? M sẽ là gì nhỉ? Là trừ 7 trừ x mũ 3. Ok không? Rồi. Dừng một chút nhé. Có hiểu chỗ chỗ này không đấy? Ngọc hiểu chỗ này không? Hiểu sao f phẩy bằng 0 x bằng 8 x bằng trừ 7 chưa? Phương Linh ổn không? Hiểu chỗ này đó, mình sẽ làm tiếp là đoạn sau thì ok rồi. Các bạn hiểu chỗ này không đã? Mình thật ra nếu nếu mà thầy để Linh mà hiểu này, nếu thầy coi cái này ấy, nó là
F của 386 cho mày khó khó nhìn ấy, thì sẽ coi tạm nó là GX thôi cho nó dễ nhìn, coi là GX thôi cho dễ nhìn nhé, nó hàm mới ấy. Hàm hợp ấy thì đây là đồ thị của GX đúng không Linh, thì cực trị của nó sẽ là nhiệm của G phẩy mà, mình sẽ hiểu như vậy ok không, cực trị của nó sẽ là nhiệm của G phẩy, thì vậy là nhiệm nó sẽ là trừ một và nhiệm sẽ là hai không, G phẩy bằng không thì nhiệm sẽ là trừ một và hai không, đúng không nhỉ, kiểu kiểu như cho dễ nhìn thôi, đặt tạm vào cái GX nào đấy cho dễ nhìn, không chứ để nguyên thế này cho mày nhìn hơi sợ. Ok nhé, rồi bây giờ bắt đầu vấn đề này, vấn đề đoạn sau mình xử lý kiểu gì, à đề bài có G rồi à, he he sorry đấy, thầy không đọc về phía sau HX nhé, gọi là HX nhé ok không, mà sao có Linh nó cấn cấn sau có G rồi, ok là HX cho dễ nhìn nhé, kệ nó thôi. Nhưng mà hiểu cái 7 và 8, 8 và trừ 7 chưa? Cái phương ổn không? Hiểu chỗ 8 và trừ 7 chưa? Ok, thì bây giờ nha. Vấn đề nó bảo là gì nhỉ? À, có đúng hai điểm cực trị nằm về hai phía lợi ích bằng 2. Thế mình sẽ hiểu là gì? Là mình phải có hai nhiệm bội lẻ. Bội lẻ thỏa mãn là gì nhỉ? Là x1 nhỏ hơn 2, 2 nhỏ hơn x2 không? Đúng không chúng mày? Thì bài này thì là sơ đồ V này cho mạng, nhưng bài này thì không cần thiết phải sơ đồ V vì nó nhiệm nó khá là đẹp. Còn không thì mình cứ vẽ kiểu tổng quát nhé, một chút này. Sơ đồ V chính là cái thầy dạy cho mày mãi rồi đây, chính là cái mà vẽ đồ thị rồi dùng giao điểm ấy. Bây giờ nghe nhá. X mũ 3 thầy chỉ vẽ một cái thôi là thầy hạ xuống là xong cái gì? Bây giờ nhìn thế này này. Bài này chưa bằng hai cách, cách một cho nó dễ nhỉ, cách một cho nó dễ hiểu nhé, cách một này ở trên mình sẽ trực tiếp nhận luôn, ở trên mình có x bằng bao nhiêu, x sẽ bằng là căn bậc 3 của 8 trừ m, hiểu cho mày, còn ở dưới x sẽ bằng bao nhiêu, x sẽ bằng là căn bậc 3 của gì, căn bậc 3 của trừ 7 trừ m, rõ ràng nhé, rõ ràng là cái nhiệm ở trên lớn hơn đúng không, vậy yêu cầu bài toán tôi nghe là gì, là căn bậc 3 của trừ 7 trừ m phải nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 2, 2 phải nhỏ hơn gì, hai phải nhỏ hơn gì, hai phía x bằng hai mà, hai phải nhỏ hơn căn bậc ba của gì đây, 8 trừ m, tách thành hệ thôi mình sẽ có là gì nhỉ, căn bậc 3 của 8 trừ m lớn hơn 2 và căn bậc 3 của trừ 7 trừ m cái phải nhỏ hơn 2 đúng không, thế mình giải ra bao nhiêu, 8 trừ m lớn hơn 8 hoặc là trừ 7 trừ m đúng không nhỉ, nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 8 phải giải ra là bao nhiêu, là m bé hơn 0 hoặc là m lớn bao nhiêu nhỉ? M bé hơn 0 hoặc là m lớn bao nhiêu? Đúng chữ m không? Đúng chữ m. Rồi, m bé hơn 0 này. Đúng không nhỉ? M bé hơn 0 hoặc là m lớn bao nhiêu nhỉ? Lớn chữ trừ 15 à? Đúng cho mày. Vậy m nguyên nhá. Tức là trừ 15 nhỏ hơn m, m nhỏ hơn 0. Vậy đây nó bảo m gì nhỉ? M nguyên à? M nguyên thì giữa siêu ngay là gì, là m thuộc bao nhiêu? Thuộc từ trừ 14 đến trừ 1. À tổng bao nhiêu? Tổng m sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Sẽ bằng là 105, âm 105. Tổng m sẽ là âm 105. Ok. Đấy, trường hợp âm. Nguyên âm mà, nó bảo nguyên âm mà đúng không? Là chị Nguyên, ok. Trừ 105. Đúng 105 không? Trừ 105. Tổng thêm một chút cho đúng không nhỉ? Rồi 7 nhân 15 105 đúng không? Ok. Ổn như ổn chứ, không khó đúng không? Ok nha. Cái này ổn không? Còn cách số 2 này, mà phải hiểu là mình sẽ vẽ như đồ thị như sau, vẽ một chút nhé. Là vấn đề là mình phải vẽ được hai đồ thị này là dùng được sơ đồ V rồi, hai đồ thị này thôi, thì bây giờ nghe một chút này. Chúng mày nhớ ít cách thôi, không phải nhớ nhiều, quan trọng là cái tư duy chúng mày đi thi thì nó không
không có nhiều mẹ mực đâu, cứ cho cái gì mày làm cái đấy thôi, chân phương thôi, không mày dùng quá nhiều phương pháp làm gì cả. Thì câu số hạn bây giờ nghe nhé, đồ thị 1 và đồ thị 2 này lệch nhau 15 đơn vị đúng không, tức là cái trên sẽ là cái dưới 15 đơn vị. Thì đây nghe một chút, nghe một chút này, thế bây giờ mình hiểu là mình cần là một nhiệm nhỏ hơn 2 và một nhiệm lớn hơn mấy nha, một nhiệm lớn hơn hơn 2. Thì bây giờ mình dình một chút nhé, để vẽ một chút này. Cái một thì coi là H1X nhé, H1X mình gọi là H1 phải là bao nhiêu, tức là trừ 3X bình, à cái này luôn luôn âm vậy, tức là đồ thị bảng biến thiên này, bảng biến thiên sẽ luôn đi xuống, tức là đây là X, đây sẽ là X, đây là H1X đúng không, luôn đi xuống nhé, luôn đi xuống này và đi đây đi đi xuống. Hiểu vấn đề không? Đây sẽ là âm vô cùng này, đây sẽ là dương vô vô cùng. Ok chưa? Thì nhìn thấy một xíu này. Đây là dương vô cùng, đây là âm vô cùng. Nào. Tại số 2, ở đây mình có điểm so sánh với số 2 đúng không? Tại số 2 nhé. Tại số 2. Đúng chưa? Chiếu xuống là bao nhiêu? Điểm so sánh là số 2 mà. Tại số 2 mày chiếu xuống đây là bao nhiêu em nhỉ? Tại số 2 chiếu xuống là bao nhiêu? Thay số 2 vào đây là bằng bằng 0. Ok, thì bây giờ nghe nhé, mình sẽ viết như sau này. Nhánh bằng 0 với tương tự âm vô cùng xuống dương vô cùng xuống âm vô cùng. Đúng không? Nhưng mà tại 2 là bằng 0 nhé. Tại x bằng 2, ở đây trên là trục x nhé. Tại x bằng 2 là bằng 0 đúng không? Cái trục x này, cái trục OX. X bằng 2 bằng 0, thì bây giờ nghe cái thứ hai này. Cái thứ hai mình là gì? Cái thứ hai mình sẽ hạ xuống bao nhiêu đơn vị nhỉ? 15 đơn vị cũng như thế này không? Về cơ bản nó sẽ như thế này. Cũng là đường thẳng như thế này. Đây nhé, cũng là đường thẳng này. Nhưng mà hạ xuống 15 đơn vị là như thế này. Tại không nó là bao nhiêu nhỉ? Nó bao nhiêu? Nó sẽ là trừ 15. Đúng không chúng mày? Thế là mày hiểu nhé, là mày muốn cắt tại mấy điểm? Mình muốn nó cắt tại hai nhiệm. Nhưng mà một nhiệm lớn 2, một nhiệm nhỏ hơn 2. Thì mày phải hiểu là nó sẽ kẹp giữa cái này, nó phải kẹp giữa cái này đúng không, mà nhìn này, nhiệm ở đây đúng là lớn hơn 2 chưa, còn nhiệm ở đây đúng là nhỏ hơn 2 không, đúng không chúng mày? Còn nếu nằm ở trên nhé, còn nếu nào giả sử nằm ở phía trên này ấy, nếu giả sử nằm ở phía trên này nhé, mà nhìn này, hai nhiệm này nhỏ hơn 2 hết, không được. Ok mày đứa, vậy mày muốn có hai nhiệm thì nó phải kẹp giữa cái này và cái này, ok không nhỉ? Thì tức là mình sẽ có là gì, là trừ 15 nhỏ hơn m, m nhỏ hơn mấy, m nhỏ hơn không, vẫn như nhau thôi. Đó. Hiểu được cái cách đồ thị không? Tóm lại mày phải hiểu đề bài là gì, là mày muốn nằm ở hai phía đường thẳng x bằng 2 ấy, thì một nhiệm phải nhỏ hơn 2 và nhiệm phải lớn hơn 2, nó kiểu như vậy. H1 thì là hàm trên này này, H1 là hàm này này. Có dễ gọi thôi. Mày muốn vẽ đồ thị được ý, thì mình phải lập được bảng biến thiên kiểu như thế. Muốn vẽ được đồ thị thì phải lập được bảng biến thiên. Thì mình lập bảng biến thiên nháp như thế thôi, không có gì cả. Ở đâu chúng mày? Mày là ổn chứ? Không khó lắm đúng không? Không khó lắm. Ủa, Minh Thu ổn không đấy? Chỉ là bài này không? Không Bài này nó có. chỉ hơi lạ ở chỗ ấy thôi, cái chỗ mà dùng cái F phẩy này, này bình thường là mình hay làm cho F Fx ý. Thì đây là cho F của 3 trừ 5x thì hơi khác một chút. Nên về mặt mặt làm có hiểu được không đây? Ngọc ngáo hiểu được không?
Linh ổn chưa? Ổn hơn cái này chưa? Bài này yên tâm, mình sẽ làm nhiều bài này. Bài mình sẽ làm nhiều đấy. Bài này hỏi cực trị còn dễ chán đấy, chứ nó hỏi đơn điệu sẽ khó hơn. Đơn điệu thì mày phải vẽ được bản thân x là bao nhiêu, nhưng thầy sẽ nói sau. Cực trị còn dễ rồi, nhưng hỏi đơn điệu thì sẽ hơi mệt. Nhưng mà cái bài này mà mấy thằng ra đề không hiểu ấy, nó còn ra đề sai ấy. Nên là đôi khi để cho chắc cú nhé, để cho chắc cú người ta chỉ dám cho cái hàm bên trong là hàm bậc nhất thôi, hiểu ý thầy không? Nó chỉ dám cho là hàm bên trong là hàm bậc nhất thôi, không thể cho hàm bậc hai được vì bậc hai dễ bị sai đề đấy. Nói lại như vậy mình sẽ luyện nhiều bài này, thầy sẽ gửi cho bài tương tự nhé, cho nên mày quen. Câu 48, câu 49, 50 thì nhẹ rồi đúng không? Thì không không nói 49, 50 thì chẳng có gì cả. Câu 48 nào. Có mày nhớ bài này không? Nhìn qua giả thiết ý, thì rất giống hàm học chung. Giả thiết này, giả thiết nhé, mình sẽ có là gì? F của trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng x cộng m trừ 6 đúng không? Chuyển về thế bằng gì? Trừ của f của 3 trừ x. Nhưng vấn đề mày hiểu là hàm học chung ý, hàm học chung của mày sẽ là fu bằng fv đúng không? Nhưng mà ở đây là nó là trừ fv cơ, thì vấn đề là mình phải mất dấu gì, mình phải làm gì chứ? À, khử đi, khử khử đúng không? Nhưng mà khử kiểu gì, khử dấu trừ kiểu gì cho mày nghe nhé. Mà mày hiểu nghe một chút này, mày muốn khử dấu trừ ở trước f ấy, thì hiện tại mình chỉ có một cách thôi là hàm lẻ. Hàm lẻ nhé thì mình gọi là f của trừ x bằng trừ f x không? Còn hàm lẻ không đấy? Thế vấn đề mình kiểm tra là gì? Là nếu như hàm này là hàm lẻ thì là xong. Em hiểu vấn đề không? Em hiểu với thầy không đấy? Nếu như cái này là hàm lẻ là xong cái gì? Thế bây giờ mình có một chút này. Check thử nhé, là mình có là f của trừ x bằng gì? Đúng là trừ x mũ 3 không? Trừ 3x không? À cái này đúng là trừ f x chưa? Rồi, tức là suy ra f là hàm gì? F là hàm lẻ. Hàm lẻ, hàm lẻ thì đơn giản rồi, đấy là ngon rồi. Đấy sẽ là gì? Sẽ là f của trừ x mũ 3 cộng 3x bình đúng không? Cộng x cộng m trừ 6 bằng gì? Nhét dấu trừ vào trong sẽ bằng gì em nhỉ? Sẽ bằng f của x trừ mấy? X trừ 3. Mấy xưa nghe là gì nhỉ? Trừ x mũ 3 cộng 3x bình. Cô lập m thầy nhé. Cộng x cộng m trừ 6 bằng x trừ 3. Đây thơm chưa? Quá thơm rồi. Còn gì đây? Đây là cô lập m ra bằng gì? X mũ 3 trừ đi 3x bình. Đúng không? Cộng 3. Thì coi đây là g. Gx, à cái này phải có ba nhiệm này, có ba nhiệm, muốn có ba nhiệm phân biệt thì cắt tại mấy điểm? Cắt tại 3 điểm nhé. Mình có g phải là bao nhiêu? G phải là mấy em nhỉ? 3x bình trừ 6x thì cho nó bằng bằng 0. X là mấy? X bằng 0 và x bằng mấy nhỉ? X bằng 2. 0 với cả 2. Cái bảng thiên nhanh thôi, làm nhanh một chút nhé, là đi lên này, đi xuống này, mà đi lên này giờ phải quen rồi. Tại 0 là 3, tại 2 thay vào là bao nhiêu em nhỉ? Tại 2 thay vào là trừ 1. Vậy muốn có bao nhiêu phải như thế này không? Đây là m chưa? Thế mình sẽ có là gì? Trừ 1 nhỏ hơn m, m nhỏ hơn 3. Nó hỏi là, ê, đọc kỹ đề nhá, giá trị nguyên này và tổng này, m là bao nhiêu? 0, 1, 2. 0, 1, 2 tổng là mấy nhỉ? Tổng là 3. Vừa đọc 3 không đi không, mất tổng. Tổng là 3. Ok không? Cái bài này nó chỉ khó ở chỗ là cái hàm hàm lẻ thôi, chứ nó chỉ khó đúng chỗ này này. Từ đây xuống đây là chấm hết. Đúng không? Khó đúng chỗ này thôi. Thì nhớ nhá, là muốn mất dấu trừ trước f, muốn mất dấu trừ ở trước f nha, thì chỉ có hàm hàm lẻ thôi. Hàm lẻ vậy thì chúng mày phải kiểm tra xem là cái bên trong có phải hàm lẻ hay không là được. Mà muốn hàm lẻ thì mình phải có là f của trừ x bằng trừ fx. Đấy, cũng thế thôi. Xem ổn không? Hiểu hiểu không này? Thằng Trường Sơn hiểu được không?
Yeah, câu này là mình gần nghe là không khó lắm đúng không? Thu Phương hiểu được không? Cái tham lẻ là của lớp 10 rồi nha. cũng được, đi thi trắc nghiệm là vừa làm vừa đoán đấy chứ mày, đi thi trắc nghiệm vừa làm vừa đoán chứ khi ngồi chứng minh bao giờ mới xong, vừa làm vừa đoán thôi cho mày ơi. Thì ở đôi lúc có nhiều bài thầy cũng thế, phải vừa làm vừa đoán thì nó ra cái gì. Có những bài khó khó mình phải như vậy. Là nó có 50 nhé, 49 thì thôi, 49 thì chả có gì cả. 49 thì mình không phải chữa. Nó có thể đi học nào. Chúng mày chiều được nghỉ mà đúng không? Phê loài mắt. Nhưng mà chiều nhớ đi học đấy. Y bằng cái này nhé. Thì à đây là hàm trị ngoài không? Hàm này hàm trị ngoài. Là y bằng f của trị x nhé. Đúng không? F là gì? F mình coi là gì em nhỉ? F mình coi là x mũ 3 trừ đi 2m cộng 1 nhân x bình đúng không? Cộng 3mx trừ 5. Ok. Nhớ lại một chút này, nhớ lại lý thuyết này là hàm f trừ x số điểm cực trị của f của trị x nó bằng là 2n cộng 1 không? Đúng không? Với n là gì? Là số điểm cực trị lớn hơn không của f(x). À, bây giờ mày hiểu nhá. Mày muốn cái hàng này có 3 điểm cực trị vậy yêu cầu bài toán này, yêu cầu bài toán tương ngay là gì? Là f(x) thế nào? Phải có một điểm cực trị lớn hơn không? Chỉ có một điểm cực trị lớn hơn không thôi. Đúng không? Tức là mình phải có là y phẩy bằng 0, à, f phẩy bằng 0. F phẩy x bằng 0. Phải có muốn một điểm cực trị dương, tức là có một nghiệm, có một nghiệm bội lẻ, nhớ là bội lẻ nhé, cực trị phải bội lẻ dương là được chữ gì nào, tôi đang nghe là gì, là x mũ 3 f phải là mấy em nhỉ, phải là mấy, 3x bình này trừ đi 2 nhân với cả 2m cộng 1 nhân x đúng không, cộng 3m bằng 0. Cái này có một nghiệm bội lẻ dương, nhớ là từ bội lẻ nhé, phải dùng từ bội lẻ đấy để tránh trường hợp là nghiệm kép dương nó không tính. Thế là nghe này, mày muốn có một nghiệm dương ấy, phương trình bậc 2 mà có một nghiệm dương thì trừ một là gì, trừ một là gì nhỉ, thì nó chỉ có một trường hợp là hai nghiệm, à trừ một là hai nghiệm trái dấu, trái dấu được không, hai nghiệm trái dấu. Ok chúng mày, hai nghiệm trái dấu tức là gì, tức là a nhân c nhỏ hơn không, tức là gì đây nhỉ, tức là 9m nhỏ hơn không, tức là m nhỏ hơn không, m nhỏ hơn không thì m thuộc bao nhiêu, m thuộc từ trừ 10 đến mấy đến, à sorry, trừ 20 đến mấy nhỉ, trừ 20, trừ 20 đến đến trừ 1 à, vâng chúng mày trừ 20 đến trừ 1 của mấy m, đây có 20m, m trừ 2 là gì, chúng mày nhớ nhá, một nghiệm bội lẻ dương nhá, trường hợp hai là gì, là có một nghiệm bằng không đúng không chúng mày, và một nghiệm lớn hơn không đó, có hiểu không đã, một nghiệm bằng không một nghiệm lớn hơn không có được không, được, vẫn là bội lẻ mà. Tiếp theo nghe nhá, mày muốn có nghiệm bằng không tức là suy ra ngay là gì, là thay không vào cái phương trình này này, thay không vào phương trình sao này, thay không vào sao cho thầy, mình sẽ có phương trình là gì, sẽ là m bằng không đúng chưa, m bằng không mình thử lại nhé, thử lại này, thử lại là mình có phương trình sẽ là gì, phương trình sao sẽ là gì nhỉ, với m bằng không phương trình sao là gì, 3x bình trừ đi 2x bằng không, à nhiệm là bao nhiêu, nhiệm là x bằng không và x bằng bao nhiêu, 2 phần 3. Cái này thỏa thỏa mãn đúng là một nhiệm bằng không một nhiệm dương chưa, vẫn là một nhiệm bội lẻ dương mà, mình cần một nhiệm bội lẻ dương còn gì nữa, thì x bằng không x bằng 2 phần 3 vẫn thỏa mãn. Vậy kết luận nhé, kết luận tức là m bằng không ok này, kết luận là gì, là m sẽ thuộc trường hợp 1 hoặc trường hợp 2 đúng chưa, mấy m nhỉ, vậy thì có bao nhiêu m, 21 m, đáp số là B. Còn rất nhiều đứa nhá, rất nhiều đứa có trường hợp này, rất nhiều đứa trường hợp này này, trường hợp này là ăn kết rồi chưa, là trường hợp 3 này là nghiệm kép
Nhiệm kép dương, nhiệm kép dương có thỏa mãn không chúng mày? Nhiệm kép dương thỏa mãn không? Đã là nhiệm kép thì nó không phải thuộc trị, ok. Nhiệm kép nó là nhiệm bội bội chẵn thì nó không phải điểm cực trị đâu. Cho mình hiểu vấn đề không nhỉ? Nhiệm kép nó không phải là điểm cực trị, ok. Và nhớ chúng mình nhìn thầy nói này, một điểm cực trị dương tức là một nhiệm bội lẻ dương, thầy nhấn mạnh từ bội lẻ nhé, bội lẻ để tránh chúng mày chia trường hợp là nhiệm kép dương. Còn trên lớp chúng mày học, học ẩu ấy, chúng người ta sẽ ghi là có một nhiệm dương, một nhiệm dương thì chúng nó tính cả trường hợp này đấy, tính cả trường hợp này là chết rồi. Chúng mày để ý thầy mà xem là thầy toàn ghi là nhiệm bội lẻ dương, bội lẻ, bội lẻ, bội lẻ, vì bội lẻ mới là cực trị được, hiểu vấn đề không? Nên là mình không có trường hợp ba nhé. Nếu chúng mày mà thầy có xét trường hợp ba ấy thì vẫn thỏa mãn đấy, tức sẽ có 22m là tạch. Có hiểu ý không nhỉ? Nhớ như vậy, không xét trường hợp ba nhé. Ok không? Yến Nhi ok không? Bình thường, bình thường là quên lý thuyết à hay là cái gì? Nhớ lý thuyết nha, số điểm cực trị của cái này sẽ là 2n cộng 1 với n là số điểm cực trị dương của fx. Thì muốn có 3 điểm ấy, muốn có 3 điểm cực trị thì tương đương là fx nó chỉ có một điểm cực trị dương thôi, vì 2 nhân 1 cộng 1 là 3 mà. Đấy. Thì cái này nó quy vào hàm bậc 2 thì mình chia trường hợp vào được. Chia trường hợp vào được. Mình thua ở đâu đây? Ổn nhá. Ngọc ổn không? Ừ, cái đề này nó khá nhẹ đúng không? Thôi, thôi chúng mày đi học cho muộn. Bye bye.